người giàu ấy hành động bất chấp nỗi sợ hãi, còn người chưa giàu ấy thì để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Có một cái điều này nha anh chị. Khi mà chúng ta có dụng số mệnh thức ấy thì tôi cũng uh, chia sẻ với anh chị rõ ràng với nhau về cái điều này là khi mà học về sức mạnh tiềm thức và được hấp dẫn thì một số người uh, họ nghĩ rằng ấy là mình sử dụng sức mạnh tiềm thức ấy có nghĩa là mình chỉ cần ngồi đó mình hình dung tưởng tượng thôi là sẽ có một đóng tiền ví dụ họ hình dung về cái mục tiêu tài chính đi là sẽ có một cái số tiền Nó từ trên trời nó rơi xuống hoặc là ở đâu đổi đâu đâu chuyển vào tài khoản của mình giúp mình đạt mục tiêu và sự thật là anh chị Nếu mà các anh chị chỉ ngồi hình dung tưởng tượng thôi Và mình nghĩ là có một khoản tiền hồi đó Nó rơi xuống Thì anh chị ơi Cả đời không không có cái số tiền nào rơi xuống vào tài khoản của mình đâu Trừ khi chúng ta bắt tay vào hành động Tôi chia sẻ với anh chị là Khi mà các anh chị ứng dụng sản tính rất là được hấp dẫn Thì có một điều rất là tuyệt vời Là vũ trụ và tiềm thức sẽ mang đến cho anh chị cái nguồn lực nghĩa là mang đến cho anh chị cái cái số tiền nhưng mà thông qua những nguồn lực anh chị nha thông qua những nguồn lực đúng mà chứ không phải là có cái chuyện là ngồi đó mà tự nhiên có có đạt mục tiêu tài chính rồi à? mà thông qua những nguồn lực đúng mà Và chúng ta cần phải gì ạ? À? Nắm bắt cái nguồn lực đó và chúng ta hành động thì nó mới tạo ra kết quả anh chị nha. Thì các anh chị mới đạt được cái mục tiêu của mình. Và các anh chị ghi giúp tố câu này đi ạ. À? Hành động là chiếc cầu nói giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Hành động là chiếc cầu nói của thế giới bên trong và thế giới bên ngoài suy nghĩ với anh chị thì tạo ra cảm xúc cảm xúc thì tạo ra hành động và hành động thì tạo ra kết quả những cái suy nghĩ nào mà các anh chị thật sự mong muốn ấy, những cái điều gì mà các anh chị thật sự mong muốn và nó có lý do đủ lớn với các anh chị nha nó có lý do quan trọng và lý do gì ý nghĩa với các anh chị thì nó sẽ sinh ra một cái cảm xúc và cảm xúc của anh chị càng khao khát bao nhiêu cái lý do mà của anh chị nó càng lớn bao nhiêu nó sẽ dẫn cái cảm xúc anh chị sẽ thôi thúc anh chị hành động bấy nhiêu. Và khi chúng ta hành động thì nó mới tạo ra được kết quả. Vậy thì nếu mà cái hành động nó quan trọng như vậy vậy thì điều gì ngăn cản chúng ta thực hiện cái hành động mà chúng ta cần phải làm mới đạt mục tiêu à? Hành động nó quan trọng như vậy mà tại mà hành động là chiếc câu nói giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Mình biết là hành động thì tạo ra kết quả. Hành động thì đạt được mục tiêu nhưng vì sao mà mình không hành động à? điều gì ngăn cản chúng ta không hành động à? Yes, nói sợ. Có nhiều anh chị sẽ nói là uh, những cái lý do thế này thế nào thế kia nhưng chung quy nó là nói sợ đó anh chị. Anh chị uh, nghĩ là mình làm không được rồi cũng là do nói sợ. Anh chị chưa tự tin cũng là nói sợ. Anh, anh chị sợ mình nói không hay cũng là nói sợ. Anh chị sợ mình uh, bán hàng cũng được cũng là nói sợ mà. đúng rồi nói sợ và sự hoài nghi sợ ta cười mình, sợ mình không đủ giỏi, sợ mình phải trả giá, sợ làm không được, sợ tốn nhiều công sức thời gian tiền bạc nhưng mà không có được gì hết. và từ nói sợ nó sẽ dẫn tới cái hành động là mình trì hoãn. đầu tiên là mình sợ, chị sau đó là mình sẽ trì hoãn, là đợi, và đợi khi nào hoàn hảo, đợi khi nào giỏi, đợi khi nào tu luyện tu luyện trở nên hoàn hảo, học thật là giỏi có thật nhiều cái giá trị mà mới làm. Nên anh chị ghi diệp tú câu này nha. Không có hoàn thành à, không có hoàn hảo chỉ có hoàn thành thôi. Không có hoàn hảo à? Chỉ có hoàn thành. Nếu anh chị không đi thì không bao giờ tới đâu ạ. À. Và anh chị với ông thế giới thì ngày càng phát triển, kiến thức thì ngày càng cần được nâng cấp. Mà nếu chúng ta mà cứ đợi phải học giỏi, học đủ rồi mới làm thì tôi nghĩ là cả đời này cũng không có đủ để anh chị hình để anh chị gọi là đủ đâu. Và đặc biệt nha, chúng ta sẽ quên những gì mà chúng ta không làm. Anh chị đấy. À, nếu mà các anh chị học một cái gì đó, anh chị nghe một cái gì đó, anh chị được uh, hướng dẫn một cái gì đó mà chúng ta không có làm lại không có làm nha không có hành động á anh chị có để ý là mình bị quên không chứ mình tiếng anh ấy. sao hồi xưa mình học quá trời mà giờ không nói được tại xưa học thôi có nói đâu xưa trên nhà trường cô giáo thầy giáo cho toàn à, viết không à viết với lại là à, làm bài ngữ pháp chung là tập viết thôi không có nói thành ra nói chả được tới bây giờ bập bẹ được những câu cơ bản thôi còn những cái câu mà uh, gọi là nói chung là không 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 có nhớ gì nữa nói chung là giờ mình không nhớ nữa tại vì sao mình không nói mình không làm mình quên nhưng mà cái gì mà anh chị nói anh chị vừa học xong anh chị nói ngay anh chị làm ngay anh chị sẽ nhớ nên anh chị đừng có bao giờ suy nghĩ và đưa cho mình cái rào cản là giờ là phải đội hoàn hảo mới làm nha đợi giỏi mới làm không bao giờ có đâu à cái ngày đó nó không bao giờ đến đâu anh chị nó chỉ có hoàn thành thôi mà vì của chúng ta cần phải biết là hành động thì tạo ra kết quả hành động là cái điều giờ rất là cần thiết giúp cho chúng ta thành công giúp cho mình đạt mục tiêu nhưng bây giờ tối ngày mình cứ nghĩ rằng là mình phải đợi mình tu luyện đủ rèn luyện đủ mình mới làm thì sao à? thì anh chị sẽ giờ mãi dầm chân ở đó thôi. có đi thì có tới, mà bây giờ mình không cho mình cái cơ hội để được đi luôn anh chị. đi xe máy, đi xe đạp, đi bộ, đi ô tô, đi máy bay, miễn sao có đi là được. nhưng giờ mình không cho mình cái cơ hội đi sao có tới được. anh chị không có nào mà từ Sài Gòn ở Hà Nội bằng cái cách là anh chị chỉ hình dung, tưởng tượng trong tâm trí là là mình tới đó được nó không xảy ra anh chị nó chỉ xảy ra khi và chỉ khi anh chị hành động thôi là giờ là đặt vé máy bay ra sân bay lên máy bay và ngồi máy bay sau đó là mình tới hà nội hay có những anh chị mà học về marketing ấy, video marketing trong nhóm rèn luyện làm video chỉnh cho đẹp thật là đẹp chữ thật là chữ thật là to Uh, view thật là hoành tráng, rồi uh, trang điểm các kiểu lên. Và tú học được một câu từ một cái người bạn uh, bạn uh, làm uh, video marketing rất là giỏi anh chị chỉnh sửa video này kia bậc thầy luôn. Bạn nói nếu mà bạn cứ chỉnh sửa Bạn đỡ bạn phải hoàn hảo á thì bạn uh, sẽ trì hoãn cho cái việc giúp cho mình, giúp cho khách hàng, giúp cho người tiêu dùng, giúp cho những cái người viết về sản phẩm của bạn ấy họ mất cái thời gian chờ nghĩa là phải rất là lâu họ mới chờ được để được bạn chạm tới ví dụ mà mình, mình ngồi mình sửa bảy bảy bốn cái lỗi trong cái video của mình sau đó là mình không có hành động mình không có mạnh mẽ trong cái việc là mình làm video hoặc là mình chỉnh sửa video mình đợi mình nói hay nói nói trơn chu nói gì à? nói phải uh, phải quen rồi gì à? nói phải uh, mượt rồi phải đẹp mới làm anh chị thì là anh chị sẽ bị trì hoãn cho cái việc là chúng ta tiếp cận được với những khách hàng của mình để họ biết đến những cái sản phẩm dịch vụ của mình và anh chị ơi cái anh chị còn phải bước ra cái thế giới mà anh chị đang suy nghĩ chúng ta cần phải bước vào cái thế giới gọi là gì à ờ, gọi là cái thế giới mà chúng ta cho rằng là nó an toàn và cái thế giới mà chúng ta đang uh, vùng vùng thoải mái của mình thì chúng ta mới có thể là gì à? nâng mình lên những cái tầm cao mới được tại vì hồi trước anh chị tú cũng là là một cái người từ trong cái thế giới cho bước ra nên tú hiểu được rằng là gì à? muốn làm cái gì á anh chị đừng bao giờ đợi hoàn hảo nha Thành động rồi nó mới hoàn thành nó hoàn thành rồi từ từ nó mới giờ hoàn thiện được không hoàn hảo đâu anh chị tại vì liên tục nâng cấp lên mà và anh chị biết không nó sợ hãi sự hoài nghi ấy, nó chỉ là cái cảm giác thôi nó chỉ là cái suy nghĩ bên trong tâm trí của mình anh chị và nó là đến từ đâu ạ à? nó đến từ những cái sự mà chúng ta chưa hiểu biết đến cái thế từ thế giới quan của mình từ môi trường xung quanh từ những cái người xung quanh họ đã ám thị chúng ta về những cái việc là mình làm cái này sẽ không an toàn đâu mình làm cái này sẽ có người ta, người khác cười đó và mình nhìn thấy từ những người đi trước họ đã không thành công khi họ làm gì đó thành ra chúng chúng ta sợ nhưng mà khi anh chị bước vào môi trường câu lạc bộ anh chị nghe những câu chuyện thành công của các anh chị em câu lạc bộ anh chị thấy như thế nào anh chị có thấy tự tin hơn nhiều không anh chị có thấy rằng là giờ mình cũng đầu gia tăng cái niềm tin rằng người khác làm được mình cũng làm được không và họ cũng gì khác mình anh chị họ cũng đến cũng được sinh ra và lớn lên cũng có hai tay hai chân hai mắt một cái mũi một cái miệng đâu khác gì mình đâu Và nỗi sợ thì ai cũng có anh chị nha anh chị nên nhớ là nỗi sợ nó không mất đi mà chúng ta chỉ có thể kiểm soát nó thôi bằng cái sự hiểu biết của mình bằng cái khả năng gì à? À, bằng cái khả năng biện luận và đưa những cái dẫn chứng Nỗi sợ là suy nghĩ đó anh chị ơi Chứ nó không phải là cái gì gây gớm đâu nha Nó là những cái suy nghĩ của mình Ở trong quá khứ Thông qua những cái gì chúng ta nghe Chúng ta nói và chúng ta trải nghiệm Nó hình thành nên nỗi sợ của mình Giống như Ngày xưa mình không đi ngủ á Bố mẹ hay hù là bây giờ không ngủ ha Bắt ông kẹ Sợ đi ngủ nhưng dần dần lớn hết sợ Tại sao? Biết có ông kẹ nào đâu Ngày xưa bố mẹ hù ở dưới gầm giường á Có ông kẹ đúng không? giờ lớn lên nhìn xuống hầm giường thấy toàn không thấy gì hết thấy bụi thôi tại vì sao tại vì sao mình hết sợ anh chị tại vì sao hết sợ tại vì sao mình hết sợ giờ anh chị đang hù con anh chị cho con anh chị đang sợ nè đúng rồi tại vì anh chị nhận ra là nó không có thật mà đến từ đâu đúng rồi do sự hiểu biết của mình gia tăng Cậu xưa không biết nên sợ Chứ vì anh chị sợ bán hàng rồi đó Những cái gì mình nó đang nằm trong suy nghĩ anh chị nha Kể cái tiếng nói nhỏ của mình nó cũng là suy nghĩ của mình đó Và những suy nghĩ của mình anh chị nó được hình thành Mà tôi đã phân tích ở cái phần số 1 rồi đúng không Là từ những cái gì chúng ta nghe Chúng ta thấy và chúng ta trải nghiệm Hình thành nên cái suy nghĩ đó của mình Và chúng ta bị giới hạn bởi những cái suy nghĩ trong quá khứ và theo anh chị mình có thể theo dõi được không hay mình sẽ mãi ở đó à? Có thay dõi được mà và có một cái chúng ta nên sợ anh chị ta nên sợ nghèo nghèo mới đáng sợ chứ mấy cái kia có sợ đâu cuộc sống mình không có được tự do vậy mà mình không sợ Anh chị thay đổi ha, mình chỉ sợ mình không có tiền thôi chứ tất cả mọi thứ mình chả sợ cái gì hết trơn. Đó là lúc chúng ta cần phải tỉnh thức anh chị. Đúng rồi. Vô nhóm rèn luyện làm quy trình. Đó là lúc chúng ta cần phải tỉnh thức nha. Sống trong cái sự nghèo khó nó không có dễ dàng đâu anh chị. Và cũng không dễ dàng nếu như các anh chị nghĩ rằng cái việc mà làm giàu nó cũng không có dễ dàng. Nhưng mà cả hai cái không có cái nào dễ sống trong nghèo khó không dễ mà sống trong cái việc mà để hành động với chính là nhiều có nó cũng không dễ nhưng mà một điều tuyệt vời là khi anh chị làm giàu á anh chị đạt được những cái kết quả của mình anh chị sẽ có một cả một cuộc đời anh chị mơ cả hai thứ đều không dễ nhưng mà mình chọn một trong hai đi anh chị chọn cái nào bây giờ sống trong nghèo khó nó cũng không dễ mà cái việc làm giàu nó cũng không dễ nhưng mà nếu anh chị hành động cho trên nên giàu có Thì anh chị sẽ có một tương lai Có cả bộ trợ ước mơ của mình Còn hơn mình mãi lo sợ Mình sống trong nghèo khó Thì mình chọn cái nào Nếu anh chị nghĩ rằng làm giàu không dễ Vậy chắc là sống trong một cuộc đời không giàu có Chắc nó dễ à Chắc nó thoải mái à? Đúng không ạ à? Vậy thì khi mà anh chị biết đến sức mạnh tiềm thức Và được hấp dẫn rồi thì thì tôi nói anh chị ở đây là khi mà chúng ta có một cái niềm tin xét Tính tuyệt đối vào sự giàu có Thì các anh chị sẽ đào sự giàu có Mà theo anh chị nha Bây giờ giàu có có học được không? Thành công có công thức không ạ? À? Vì làm giàu có học được không? Có 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 được anh chị nha chứ không sao có nhiều người trên thế giới thành công mà giàu có như thế Do mình không thấy là chứ ngoài kia đông lắm người giàu ngoài kia đông lắm anh chị ơi à. à, anh chị ghi lại cái câu này nha một cái người chứng minh thật thụ ấy, có thể thuần hóa con rắn hổ mang có tên là nỗi sợ hãi người giàu ấy, anh chị họ cũng có nỗi sợ hãi nha họ cũng là con người mà họ không có cảm xúc mà họ không có suy nghĩ mà họ không có cảm giác mà Chứ họ đâu phải robot đâu mà anh chị nghĩ rằng là trời chữ chị chịu chị được như em không sợ bán hàng không sợ kinh doanh không sợ gì hết dạ có chứ để mà được như ngày hôm nay á. phải vừa có những cái nỗi sợ đó anh chị ơi và họ giờ họ khiêu vũ với nỗi sợ hãi anh chị họ vẫn tiến về phía trước cho đến khi họ đạt được cái mục tiêu của họ thì thôi khiêu vũ với nỗi sợ hãi anh chị ha họ vẫn sợ nhưng họ vẫn đi nha còn đối với những người chưa giàu và bị nó sợ hãi giới hạn lại và trì hoãn sau đó giờ tìm đủ lý do để không phải làm. Trì hoãn. Những cái việc là, là Cái trì hoãn anh chị cái cái biểu hiện trì hoãn nó thể hiện cho cái việc bên trong chúng ta đang có những nỗi sợ. Bởi vì khi anh chị không có nỗi sợ làm sao có sự trì hoãn được. Không có nỗi sợ mình làm luôn mình hành động luôn chứ. Trì hoãn đang thể hiện cái sự giờ bên trong của mình đang chưa có tự tin mà nếu mình không có tự tin nó đến từ mình đen ngọc có nỗi sợ anh chị nha. Rốc rễ vẫn là nỗi sợ hãi. Và có một câu nói thế này anh chị. Nếu mà các anh chị chúng ta gì Làm những thứ người khác không người khác làm được ấy. Thì anh chị sẽ có những thứ người khác có được. Nghĩa là anh chị làm những thứ mà người khác làm được thì anh chị sẽ có những thứ mà người khác có được. Nhưng nếu anh chị làm những cái điều mà người khác không làm được thì anh chị sẽ có những người khác có những cái điều mà những người khác không có được. Đúng không ạ? À? Nếu bạn làm những cái điều mà người khác làm được thì bạn sẽ có những thứ mà người khác cũng có được. Nhưng mà nếu bạn làm những cái thứ mà người khác không làm được thì bạn sẽ có những cái thứ người khác không có được. Ừ. Cho nên đó anh chị Có một câu nói mà Trong quyển sách bí mật tiêu chị Phú nói như vậy nè Nếu bạn chỉ sẵn sàng làm những việc đơn giản thì cuộc sống của bạn sẽ đầy rẫy khó khăn. Nhưng nếu bạn sẵn sàng và quyết tâm làm những việc khó khăn, cuộc sống của bạn cũng sẽ cực kỳ đơn giản. Ví dụ cái việc bán hàng đi. Trong bán hàng và trong marketing, trong quảng bá. Các anh chị thấy rằng là có rất nhiều người họ sợ làm những cái việc này. Tại vì họ nghĩ rằng bán hàng và marketing, quảng bá không có dễ làm, không có làm và không dễ gì hết. Thà mình cứ mỗi tháng đi làm hưởng lương Mình dùng công sức của mình đi làm mỗi tháng có tiền Vậy cho nó chắc kèo Vậy thì nếu như mình cũng làm được những thứ mà người khác làm được thì Mình nên có gì à? Được những thứ người khác có được đây Còn nếu mình làm những thứ mà người khác không làm được Thì mình sẽ có những, người, những cái thứ người khác không có được Là mình kinh doanh, mình bán hàng, mình marketing Có rất nhiều người anh chị nhìn vậy thôi chứ họ làm không được đâu vậy chúng ta phải có tư duy của những người thành công và giàu có anh chị là luôn nhắc nhở mình gì à mình làm những điều người khác không làm được để mình có được những thứ người khác không có được giống như nhiều lúc anh chị tôi cũng gặp những cái chưa dễ trên hành trình thành công của mình đấy trong hành trình kinh doanh của mình nhiều khi đi ấy, mình phải lớn hơn mình phải làm những cái điều mà nó khác đi nhiều khi mình làm mình cũng sợ nhưng mà suy nghĩ như vậy nè thì nếu mình sợ Thì mình cũng làm như vậy Bao nhiêu năm nay kết quả cũng thế thôi Bây giờ muốn kết quả lớn hơn Thì phải gì à Phát triển lên Làm những điều khác đi Làm những điều người khác không làm được Thì mình mới có những thứ Người khác không có được Tôi cũng vậy mà Đâu có hành trình của ai Mà thuận lợi Trải đây hoa hồng đâu anh chị Và có nhiều là, Nhiều người anh chị nha Họ còn nghĩ rằng Họ sẽ bỏ cuộc Họ không đi tiếp nữa Nhưng phải nhắc nhở mình như vậy nè mình được học kiến thức học tư duy học trí tuệ cao hơn người khác mình có tư duy triệu phú mình được học mình được đọc rồi mà bây giờ mình bỏ cuộc công giả tràng anh chị ha và phải nhắc nhở mình là mình đang làm những thứ mà người khác không làm được đó để mình có những cái thứ mà người khác không có được và cái thời điểm mà chúng ta anh chị ha cái thời điểm duy nhất mà chúng ta thực sự lớn lên là khi chúng ta cảm thấy không thoải mái. Anh chị ghi qua đó vào nha Cái thời điểm chúng ta thật sự lớn lên Là khi mà chúng ta cảm thấy không thoải mái đó Và anh chị ghi uh, Thêm một cái này nha Vùng thoải mái thì bằng Vùng an toàn vùng thoải mái bằng vùng thịnh vượng anh chị vùng thoải mái bằng vùng thịnh vượng vùng này vùng thoải mái bằng vùng an toàn đúng rồi hai cái như một mà. vùng thoải mái bằng vùng thịnh vượng nha Có, lần, có nghĩa là sao à? Có nghĩa là mỗi khi mà anh chị mở rộng cái vùng thoải mái của mình ra thì vùng thịnh vụ của mình nó sẽ ngày càng lớn hơn Khi mà các anh chị cảm thấy tự nhiên mình đang rất thoải mái mà bây giờ mình phải phát triển lên mình đặt mục tiêu cao hơn mình làm những cái điều khác đi mình bắt đầu học những cái khác đi thì mình sẽ cảm thấy không thoải mái nhưng mình hãy nhớ là mình đang phát triển nha và trước giờ mình đang làm những việc trước giờ mình đang làm rồi kết quả nó cũng như thế vậy bây giờ mình hãy làm những cái việc gì vậy? trước giờ mình chưa từng làm đi để mà mình giờ thì nó sẽ không thoải mái đó nhưng mà nó sẽ có những cái điều mà trước giờ anh chị chưa từng có những cái phần thưởng thì chị hãy tập trung vào cái phần thưởng mà anh chị nhận được đi sau khi anh chị làm xong cái điều đó cho nên đó anh chị Tôi tiết lộ anh chị một điều là tất cả những người thành công mà dù có họ đều có nỗi sợ hãi nha nhưng họ thuần hóa được nó và họ sẽ tiến đến họ sẽ tiến lên cho đến khi họ đạt được mục tiêu của họ thì thôi chứ không phải là có cũng được không có cũng không sao kế hoạch A, kế hoạch B anh chị không có đâu. Nếu mà cái việc gì mà anh chị làm cái việc gì đó mà anh chị có kế hoạch thứ hai, có cái có cái đường lùi thì có nghĩa là gì ạ à? Làm được không được thì mình làm phương án 2. Thì tốt nhất anh chị nên làm phương án 2 nhưng đi khỏi làm phương án 1. vì nếu mà anh chị tin tưởng phương án 1 rồi thì không bao giờ nghĩ tới phương án 2. Đúng hay rất đúng à? thế có một bạn nói với tôi như vậy nhỉ? em ơi hướng uh, một chị em ơi hướng dẫn chị kinh doanh và làm sao kinh doanh tốt bằng như em chị có muốn kinh doanh thành công như em Và có những cái trải nghiệm tuyệt vời giống như em em chỉ cho chị với nếu mà chị làm tốt thì chị kinh doanh luôn nhưng mà chị không tốt thì chị quay về làm thôi thấy tôi khuyên như vậy nè Thế em khuyên chị là nên tiếp tục công việc làm thuê của mình đi Trời ơi chưa gì à, thua từ trong tâm trí mình rồi chưa gì mà nghĩ tới đường lùi rồi mà anh chị biết không vũ trụ của mình rất là yêu thương mình nha mong muốn của bạn là mình lệnh đối với tôi mong muốn của bạn là mình lệnh đó với cả vũ trụ này vậy nghe bây giờ ngắm này bạn muốn mong muốn điều gì chắc chắn là khi mà anh chị nói rằng là gì à? làm thử coi sao nó khác biệt nha anh chị tách biệt ra nha một người là họ quán triệt được cái tư tưởng là họ đang tiếp tục công việc hiện tại của họ để tạm thời để họ xây dựng một cái cái đế chế một cái công việc kinh doanh cho họ họ tạm thời đó để họ duy trì cái dòng tiền của họ cái thu nhập của họ sinh hoạt của họ để họ xây dựng cái móng bên đây cho nó vững chắc nó vững chải cái này tạm thời thôi sau đó khi mà vững chắc khi mà nó bắt đầu ổn định rồi anh chị nha bắt đầu họ sẽ tập trung gì à? toàn thời gian cho bên cái cái việc họ xây dựng ước mơ của họ và cái tiếp người thứ hai là đi kinh doanh vẫn tiếp tục song song một công việc của mình nhưng mang tâm thế khác với cái người a là tâm thế là gì ạ à? thử coi sao không được th không thành công thì quay về làm làm thôi anh chị phân biệt được cái cái tâm thế của hai người không ạ à? một người xác định rõ trong tâm trí mình là gì ạ à? là mình làm cái này để mình tạm thời mình duy trì thôi chứ không phải cả đời cái cả đời của mình là cái bên này nè mình đang xây nè mình đang vun đắp nè mình đang tạo cái móng nè chỉ cần mà mình chỉ cần gì có cái mức thu nhập mà nó cao hơn cái thu nhập mà mình đang làm thuê thôi mình sẽ quay mình tập trung như tôi nói đấy khi anh chị đi kinh doanh đi mức thu nhập anh chị cao nhất ở bên làm thuê là 10 20 đi hoặc 30 triệu Thế nếu mình kinh doanh anh chị chỉ cần tạo ra khoảng 20 là mình hoàn toàn có thể tập trung được rồi. Thì tại vì anh chị, đúng rồi, chuyển dịch dần. Tại vì khi anh chị tập trung thì từ từ thu nhập nó sẽ gia tăng lên. Còn giờ mà chúng ta cứ suy nghĩ là đường lùi thì chắc chắn là vũ trụ sẽ bảo vệ mình là không cho mình có đường tiến rồi. Để mình lùi hoài thôi. Thì cỡ nào thì cỡ chúng ta cũng sẽ giờ quay về làm thuê đó anh chị. Cho nên là khi mà anh chị nào mà nói câu đó hoặc tâm thế của anh chị là mang cái tâm thế là đường lùi thì anh chị ơi khỏi mình đi coi bói anh chị sẽ giờ biết được tương lai mình như thế nào luôn cho nên tác giả có một cái câu nói anh chị cực kỳ nổi tiếng mà hồi xưa tôi không hiểu tại sao à, bác chị hai cơ bác có bác có nói như vậy nè hãy cho tôi 5 phút nói chuyện với bạn tôi sẽ tiên đoán được tương lai tài chính của bạn như thế nào nói, trời ơi ghê vậy không hiểu sao bác làm được nữa bây giờ mình hiểu rồi anh chị nha là khi mình nói chuyện với một ai đó mà thông qua những cái niềm tin tư duy của họ mình sẽ biết là họ nghĩ cái gì luôn và mình biết được rằng cuộc đời của họ sẽ đi về đâu luôn Các anh chị hãy tự ghi ra những cái niềm tin và tư duy Mà các anh chị đang nghĩ về tương lai của mình đi Về chính mình, về tương lai của mình Về sự giàu có, về sự thành công, về kinh doanh đi Anh chị sẽ biết vì sao mà chúng ta đang túng quẩn Đang khánh chị. Nếu ta phải có cái tâm thế gì à? Là chỉ có tiếng ta không có lùi Một đường, một duy nhất Nếu anh chị lựa chọn sự tự do và thành công ấy thì anh chị chỉ có một con đường duy nhất thôi nha nếu không làm thì thôi làm phải làm vậy làm cho tới nơi tới chốn phải thành công anh chị không có thử tôi biết có rất nhiều anh chị đã từng thất bại trong những cái lĩnh vực mà anh chị à, gọi là gì ở trong quá khứ nhưng chúng ta phải nhớ là quá khứ là cái ngôi trường và những cái bài học mà chúng ta nhận ở trong quá khứ nó là những cái kinh nghiệm chứ không phải là chúng ta mang nó đi theo và chúng ta gì à? giới hạn mình và nói rằng ngày xưa chị từng làm cái đó rồi chị không thành công ngày xưa anh từng làm cái đó anh không thành công bây giờ anh cũng nghĩ như thế mình thôi đây này mình không phải nào mình 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 ích kỷ với bản thân mình như thế được anh chị bản thân tôi có từng cũng đã từng kinh doanh anh chị cũng đã không có thành công trong lĩnh vực đấy nhờ tôi quyết tâm mà giờ bằng mọi giá bằng mọi cách là tôi phải thành công trong chính lĩnh vực này mặc dù là đã từng không thành công anh chị bởi vì tôi thấy được cái tương lai của nó thấy được cái 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 phần thưởng cái kết quả mà tôi xây dựng cái hành trình đó là gì và bằng mọi cách bằng mọi giá thì mình cũng quay về mình gặp nó anh chị nhưng mà với một cái diện mạo khác một đối tác khác một sản phẩm khác và với một phiên bản khác phiên bản này là phiên bản gì à? có trí tuệ còn phiên bản ngày, ngày, trước là không có kiến thức không có tư duy chọn nhầm đối tác nhầm sản phẩm thành ra là không thành công thôi chứ tôi không bao giờ suy nghĩ rằng mình đi làm thuê anh chị nha nghĩa là làm thuê nó là một cái đó tạm thời thôi anh chị phải hình dung như vậy còn nếu anh chị lựa chọn cả đời được không được tại vì đó là mục tiêu của từng người ở trong mối hệ tài chính và à, trong sự nghiệp là như vậy và trong mối hệ hôn nhân cũng như thế hãy xem chồng và vợ mình là một thôi giống như bố mẹ mình là cuộc đời mình chỉ có một thôi cái đừng bao giờ nói là gì ạ. À? Ờ, có có không có là thôi được cũng được thì thực có người khác đã khẳng định luôn là tự nhiên là mình không có người khác thì họ không có người khác à vậy ngay từ đầu mình mà nói như thế thì mình đừng có là được rồi cần chi mất công mà bây giờ phải lựa chọn mà một khi mình đã tìm được rồi là phải sống trăm năm hạnh phúc anh chị còn không thì thôi chứ đừng tốn phức, tốn sức tốn thời gian tốn tiền bạc. Một cái mối quan hệ nó giống giống như một cái cuộc đầu tư. Ấy. Xin lời mãi mãi đến hết cuộc đời của mình anh chị nha. Nên anh chị nào mà chúng ta đang ra quyết định để tìm người bạn đời của mình ấy, nhớ rào cho kỹ vô nha. Chiều cao cân nặng phẩm chất này kia. Vẽ chân dung người đó cho kỹ vào anh chị để tìm thức mình nó biết. Và mình phải ráo định là giờ mình với người này đi cùng nhau đến hết cuộc đời cho đến khi mà anh chị 120 tuổi luôn. Được không ạ? À? Thì tìm thức có giúp đỡ anh chị tìm được đúng cái người người đó chứ. Nếu gặp rồi là phải giờ à? xem chỉ có một là một thôi. Giống như cha mẹ mình chỉ có một đó. Thì vợ chồng cũng chỉ có một thôi Khi anh chị có cái suy nghĩ đó Thì cách thành xử của anh chị Cách nói chuyện của anh chị Thái độ của anh chị với chồng với vợ mình Khác nhau lắm Khác lắm Còn anh chị đã lập gia đình rồi Phải chịu trách nhiệm cho những gì Anh chị ra quyết định và vũ trụ giúp đỡ cho anh chị rồi Anh chị muốn cái gì vũ trụ hút cho anh chị đúng người đó rồi đó Thì giờ mình phải trân quý Mình phải yêu thương Mình biết ơn chứ mình kêu ca cái gì đúng ạ chịu trách nhiệm Nghe anh chị nha còn nếu giả sử mà tính của anh chị khác với tính vợ chồng anh chị đi một chút thôi có những cái khác nhau ví dụ anh chị phát triển lên nè còn ngày trước chắc chắn là giống nhau mới hút nhau rồi bây giờ anh chị bắt đầu phát triển mình lên một cái phiên bản tốt hơn mà họ đang thay đổi thì sao dạ vâng anh chị có tiềm thức rồi anh chị dùng tiềm thức đi anh chị muốn cái gì anh chị viết xuống Đừng đừng có yêu cầu họ phải thay đổi nha. Đừng có dùng ý thức nữa anh chị hãy dùng tiềm thức đi ạ. À. Viết lòng biết ơn đặt đưa ra yêu cầu. Em viết lòng biết ơn mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối muốn cái gì viết vô. Tại vì khi mà anh chị viết ấy là anh chị tự ám, tự kỷ ám thị ai đầu tiên? Ám thị mình. Anh chị ghi tên họ tên chồng của mình ra hoặc vợ của mình ra. Anh chị muốn điều gì từ họ Ghi dạ, là chồng của tôi là một người rất là tuyệt vời Chồng của tôi rất là yêu thương tôi Chồng của tôi rất là thấu hiểu Và tôi biết ơn về điều đó Mà dù chưa có nhưng mà anh chị cứ ghi đi Cứ biết ơn trước đi anh chị Khi anh chị mà liên tục nói về điều đó Anh chị ghi Và ám thị cái điều đó Thì ai là người, người nghe đầu tiên Mình Mình là người đầu tiên sẽ trở thành người đó trước Anh chị hiểu nha cái hành động anh chị viết không biết ơn hành động anh chị giờ uh, yêu cầu vũ trụ về cái điều anh chị muốn ấy. anh chị nói đi nói lại anh chị viết đi viết lại là anh chị ám thị ai đầu tiên ai là người nghe trước mình có nghĩa là anh chị đang gì à? mình trở thành cái con người đó trước nha mình viết đây là mình đang đang ám thị mình đó và khi mình trở thành con người đó do mình biết mà mình viết bên, mình biết bên trong thì dần dần mình sẽ có thì tự nhiên như bên bên ngoài là chồng hoặc vợ mình cũng sẽ theo dõi theo anh chị phải hiểu là chồng với vợ mình là là phiên bản của mình đây mình có thì mình mới thấy là người ta có những cái điều không được uh, ok như vậy Tại sao những cái điều tốt của chồng hoặc vợ mình mình lại không thấy mình lại thấy những cái điều không tốt bởi vì mình đang mình đang gì à? mình đang có nên mình mới thấy chồng và vợ mình đang có gì đó và khi anh chị biết là anh chị ám thị mình mình trở thành cái con người đó trước mình thay đổi cho mình trở thành con người đó trước xong rồi mới thấy thì họ bắt đầu bên ngoài họ phải họ thay đổi được nha chứ không phải là mình viết ra cho đã tại sao có nhiều anh chị viết hoài về chồng mình biết ơn chồng mình biết ơn vợ mình mà không có đạt được tại vì anh chị có thay đổi đâu anh chị toàn đòi hỏi không à Mà tôi nói anh chị rồi Ngừng đòi hỏi mà hãy phát triển đi Anh chị phải hiểu cái hành động anh chị biết lòng biết ơn Là anh chị nuôi dưỡng cảm xúc đủ đầy Cái cảm xúc biết ơn Trân quý Và anh chị ám thị mình cái điều đó trước Thì anh chị phải có cái đó trước Thì anh chị mới có bên ngoài Luật hấp dẫn cái gì có Bên trong cái đó có bên ngoài mà Không có nào yêu cầu từ một phía được anh chị Vậy khi anh chị viết nè, anh chị ám thị mình nè. Anh chị phát triển, anh chị trở thành cái con người anh chị viết. Thì bên trong anh chị có rồi, tự nhiên bên ngoài mình thấy chồng mình cũng thay đổi theo luôn. Ba anh chị, bao trong số anh chị hiểu điều này Đây à? là cách tính dụng số điểm thức và luật hấp dẫn nha. Mình phải trở thành con người đó trước. Vậy làm sao để mình có thể trở thành con người đó à? Đầu tiên mình phải tự kiểm thì mình mỗi ngày với cái điều đó bằng cách mình viết xuống. Ừ. Khi mình viết xuống vũ trụ sẽ cho anh chị những cái nguồn lực. Những cái uh, những cái nguồn lực đến giúp anh chị trở thành cái con người đó trước. Thông qua việc anh chị phát triển tư duy lên, phát triển bản thân lên. Anh chị nâng cao giá trị mình lên, anh chị tốt nghiệp những bài học. Anh chị... Uh, có sự hiểu biết dần dần ấy anh chị thì bên ngoài bên ngoài của mình cũng sẽ thay đổi theo được hấp dẫn mà cái gì có bên trong cái đó có bên ngoài thôi nên là mình không có có cả dục quy luật này đâu anh chị nha anh chị hãy yên tâm và làm theo và quan trọng là phải có sự kiên nhẫn phải có sự kiên nhẫn Ừ. Khi bên trong anh chị có rồi chắc chắn là bên ngoài anh chị sẽ có. Nên đầu tiên mình muốn thay đổi ai thì mình phải thay, thay... mình phải là người thay đổi trước nha. Đúng không ạ? À? Muốn thay đổi bất kỳ ai đó phải thay đổi ai trước À? Mình. Mình phải chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình. Những gì đã đến với cuộc đời của mình là do bên trong mình có. Nhớ hôm trước có chị gì nói với tôi cứ yêu cầu mẹ chồng mình phải thế này bố chồng mình phải như thế kia thế cuối cùng bất hòa với nhau mà mình không biết được rằng là họ cũng là phản bản sao của mình họ cũng là phiên bản của mình đấy chịu trách nhiệm với mình đi ạ à. họ đến với mình là do mình quyết định đấy họ giống mình thôi hãy chịu trách nhiệm một trăm phần trăm và mình phải thay đổi mình chứ đừng có ai thay đổi nha quan trọng mình đã thay đổi chưa và chúng ta thay đổi bằng cách là chúng ta biết lòng biết ơn ghi những cái điều anh chị muốn biết ơn mẹ chồng của mình biết ơn chồng của mình là một cái người rất là tuyệt vời rất là yêu thương mình thấu hiểu mình lắng nghe mình ủng hộ mình động viên mình khích lệ mình tự nhiên mình có cái điều đó mình sẽ làm điều đó với họ với những người khác thì tự nhiên là mình cũng sẽ nhận được điều đó thôi cho đi trước mới nhận được chứ cho đi trước mới nhận về sau chứ đầu tiên anh chị biết anh chị sẽ thấy yêu thương họ hơn biết ơn họ thân hơn thì khi anh chị cho đi cái cảm xúc đó cái năng lượng đó cái suy nghĩ đó thì họ cũng sẽ dành cho anh chị mối tình yêu còn anh chị trước giờ cứ tỏ cái năng lượng ghét rồi không thích đời mẹ chồng nàng dâu các kiểu thì thành ra năng lượng anh chị tỏ ra là cái đó hỏi sao ngồi trên bàn ăn nói chuyện với nhau không hợp nhau được bởi vì năng lượng anh chị tỏ ra đã không thích nhau rồi anh chị hiểu chỗ này không là anh chị phải cho đi trước nha cho cái suy nghĩ cái cảm xúc cái năng lượng tuyệt vời đối với một cái mối quan hệ nào đó thì anh chị mới nhận lại được cái điều đó được à, thật sự ấy, anh chị nhiều người á, khi mà chúng ta giao tiếp ấy chúng ta nhận ra là họ, họ thật sự không, họ, họ không biết cách ứng xử họ không biết cách giao tiếp ấy, anh chị ừ. nên thành ra là gì à? Nhiều khi là không hiểu ý nhau người nói a người hiểu b nên thành ra là mình là người có cái cơ hội để tiếp cận với những kiến thức này với những cái trí tuệ này thì mình phải giờ à? Phải là người có cái sự thống hiểu trước, hiểu cho họ anh chị thông cảm trước. Ừ. Khi mình hiểu điều đó mình sẽ thấy yêu thương họ. Nhưng mà nhiều khi có những người ngày xưa với anh chị mình không hiểu mình uh, thấy họ tiên họ xếp hàng đến cho mình họ cọc càng họ khó chịu nhưng mình hiểu rằng giờ mình hiểu anh chị mình nói chờ nắng nóng họ phải ship bao nhiêu đơn hàng mà ta phải gọi một cái người ta nghe máy đâu có những đơn hàng bơm hàng nữa nên nhiều khi là người, người, ta giao tới mình người ta cũng đã mệt lắm rồi thì nhiều khi người ta nói chuyện cọc lóc với mình xíu thôi thôi mình cũng mỉm cười mình cho lại người ta nụ cười đi người ta sẽ cảm thấy uh, ấm áp hơn trong những cái ngày nắng đúng không ạ Chứ giờ tự anh chị hạm hợp với người ta Mâu thuẫn hai bên Được gì đâu Được cái mệt thôi Đúng không anh chị ạ Được mọi cái mệt thôi Không được gì hết Khi mà anh chị hiểu thì anh chị sẽ thấu Anh chị sẽ nhìn thấy cho bản chất sự việc của Sự thật của mọi sự việc Không có điều gì làm anh chị giận nữa chứ Không làm gì điều gì mà làm cho mình cảm thấy là mình khó chịu và cảm thấy uh, phải xông lên hết Nào mỉm cười anh chị ha tại vì hiểu bản chất mà hiểu hiểu bản hiểu sự hiểu bản chất của sự việc anh chị và chúng ta không thể nào mà đi theo dõi người khác được đâu cái việc mà anh chị đi theo dõi người khác ấy anh chị sẽ không bao giờ hạnh phúc được đúng không ạ không bao giờ hạnh phúc được tại vì không ai theo dõi hết đâu ạ không ai thay đổi ngoài trường mình đâu nên đừng, có ai làm điều đó nha anh chị có thích người khác bắt anh chị thay đổi không hay anh chị tự nguyện thay đổi mà bởi vì anh chị biết thay đổi rằng nó sẽ giúp anh chị tốt hơn anh chị tự nguyện thay đổi anh chị sẽ cực kỳ hạnh phúc với hành trình phát triển của mình còn giờ mà tôi bắt anh chị đọc sách bắt anh chị uh, này nọ thì anh chị sẽ cảm thấy không được vui và anh chị sẽ cảm thấy rất là khó chịu với cái người đối diện của mình đúng không cho nên anh chị nha chúng ta không thể nào thay đổi bất kỳ ai chỉ có chính mình thay đổi được thôi và khi mình thay đổi thì thông qua được hấp dẫn thì mọi thứ bên ngoài sẽ thay đổi theo và nhiêu em anh chị nắm cái điều này à chúng ta tôi nên anh chị nào tính hay để bụng thì thôi mình đừng để bụng đó nha nghĩ tốt cho người khác đi anh chị chứ giờ mình như mình không thấu hiểu sự việc ở đi mình không có nhìn thấy được cái mình khó chịu mình sân lên với người ta rồi bên trong mình không vui không tích cực thế mình thiệt với ai thiệt đâu em như hôm trước có một chị gì á chị hỏi em ơi cái cái sản phẩm em kinh doanh ấy có được cấp phép không có có uống uống như có bị làm sao tôi cười chị tôi nói cách đây mà bốn năm về trước mình hỏi câu đó là là tôi sân ngân ngay anh chị bảo vệ quyền lợi bảo vệ cái gì à? bảo vệ cái quan điểm của mình bảo vệ cái mình đang yêu mà mình đang yêu sản phẩm của mình đúng không nhưng mà tôi chỉ nói đơn giản thôi chị ơi trời phát triển trên thế giới bốn mươi năm 15 năm rồi tôi bắt đầu đây đưa chị xem nhiều khi không hiểu không biết thành ra người ta cần thông tin vậy thôi cũng thông cảm đây làm thuê bao nhiêu năm nay ấy, anh chị thành ra khi mà người ta tiếp cận với những cái, cái hoạt động kinh doanh thì thành ra người ta cần có cái sự gì à? người ta cần có sự chắc chắn kiểu kiểu như thế làm thuê cái quan điểm như làm thuê là phải chắc chắn phải ổn định thành ra sang đây cũng thế mình gửi thông tin trẻ xem đây dẫn chứng đây cho xem rồi ngày kia các kiểu hiểu mình giả sử mà một số anh chị bắt đầu cãi nhau vì xèo á tranh qua tranh lại để làm gì nha tại vì họ không biết họ hỏi nha anh chị nha và đừng bắt ai thay đổi hết nha nếu mà anh chị yêu, anh chị cứ tối ngày nghĩ người khác không tốt quá thì anh chị nên nhớ nè anh chị chỉ có thể thấy những cái thứ gì từ người khác mà mình đang có thôi là mình phải có mình mới thấy người khác có còn mình không có mình thấy người khác toàn mấy điểm xấu mà mấy cái điểm không tốt và cái điểm mình đang có đó còn nếu mình không có mình không nhìn thấy đâu nếu như tôi hay ví dụ anh chị một cái ví dụ á. Tự nhiên ở nhà anh chị có một cái túi sách màu hồng. Rất là đẹp. Thì ra đường anh chị thấy một người ta mang cái túi sách màu hồng y chang như anh chị. Anh chị sẽ nói gì ạ? Ôi nhà tôi cũng có cái túi này nha Cái túi này rất là đẹp. Nhưng mà nếu anh chị không có cái túi sách màu hồng đó mà ra đường anh chị thấy người ta có cái túi đó. Anh chị sẽ nói gì ạ? Ôi cái túi này mua ở đâu đẹp thế? Anh chị hiểu không? Cho nên anh chị chỉ thấy người khác có cái đó khi anh chị có thôi. Anh chị thấy người ta nào không chăm chỉ, không siêng năng hay trì hoãn. Khoảng rồi nói hoài không nghe là mình đang có nhưng mình mới thấy còn nếu mình có cái khác là mình thấy cái khác rồi bao nhiêu số anh chị hiểu à cho nên anh chị cuộc sống chúng ta hãy luôn suy nghĩ những cái điều tốt đẹp nha chứ mà mình càng càng suy diễn càng suy gia luận rồi càng tập trung vào điều không tích cực ấy thì mình càng không hạnh phúc thôi mình càng thu hút những điều không tuyệt vời mình càng không khỏe thôi và anh chị nhớ nè bên trong trong cái vũ trụ này chỉ có mình mà được hấp dẫn này nên khi anh chị nghĩ tốt trai thì ai là người ai là người có lợi đầu tiên Dạ mình Mình nha anh chị nha. Ừ trong vũ trụ chỉ có luật học luật hấp dẫn và 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 mình thôi thành ra anh chị nghĩ cái gì là bên trong anh chị phải có cái đó và anh chị nghĩ cái gì anh chị sâu cái đó đó cho nên cái việc mà chúng ta suy nghĩ tốt cho người khác ấy, là mình là người lợi đầu tiên đấy mình hút những điều tốt cho mình đầu tiên chưa biết người ta tốt hay không nhưng cứ nghĩ tốt cho người ta nè tại vì mình đang quan trọng là mình nè mình hút cái gì mình có khỏe không mình có năng lượng không mình nghĩ không tốt cho người ta mình nghe đầu tiên đó nên cách tốt nhất anh chị nha hãy luôn có những suy nghĩ tốt đẹp ở bên trong tâm trí của mình Vậy đó với làm giàu cũng như thế với những người giàu có anh chị không có nhìn ra bên như là có anh chị họ không có nhìn ra bên ngoài á nên họ bắt người khác thay đổi đâu anh chị họ luôn tập trung vào bên trong của mình thôi họ cũng có nỗi sợ nhưng họ sẽ khiêu vũ với nỗi sợ họ tập trung vào bên trong hoàn thiện bản thân mình phát triển bản thân mình lên liên tục tiến nghiệp phía trước bất chấp nỗi sợ hãi anh chị thì đây chính là những cái người thành công mà giàu có nên khi anh chị tham gia môi trường của câu lạc bộ những anh chị nào chúng ta mới khi mà anh chị tham gia vào chương vào nhóm rèn luyện thân tâm trí bắt đầu anh chị sẽ làm những gì trước giờ anh chị chưa, chưa từng làm nó sẽ khiến anh chị không thoải mái và sợ hãi nhưng mà anh chị phải biết được rằng là trước giờ mình chưa từng làm nên mình đang có nhưng mình đang chưa có bây giờ mình làm mình sẽ có những điều trước giờ mình chưa từng có hãy nghĩ tới phần thưởng và nghĩ tới cái gì cái 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 kết quả của cái hành trình đó đúng mà Mình phải bước ra khỏi cái vùng thoải mái đi không à? vùng thoải mái và vùng an toàn thì bằng vùng thịnh vượng nha phải bước phá ra anh chị ơi và bao trong số anh chị sẵn sàng làm những việc mà mình chưa từng làm để có những thứ mình chưa từng có đâu trước giờ chưa bán hàng học bán hàng đi Chứ giờ chưa marketing làm kinh làm mà không marketing là marketing đi. Chứ giờ chưa bán hàng thì học bán hàng làm bán hàng. Chứ giờ bây chưa là kinh doanh bán hàng rồi nhưng mà chưa bao giờ dám gọi cho khách hàng thì bây giờ gọi đi. Đúng không ạ? Bóc máy lên gọi. Nó đâu sợ anh chị, nói sợ nó chỉ là cảm giác thôi. Nó cảm giác thôi anh chị ơi, không có cái gì đâu anh chị chị anh chị hãy làm đi càng sợ mà càng làm thì nó càng hết còn không ngồi suy nghĩ nghĩ hoài nhắm hết đâu và anh chị ghi câu này nè cái tư duy hôm nay hơi dài anh chị nha tôi sẽ phân tích cho xong luôn Nghĩa, ngày mai mình nói tư duy uh, chiều phú số 17 rèn luyện và điều khiển trí óc là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn có thể học để có cả hạnh phúc lẫn thành công rèn luyện và điều khiển trí óc là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn có thể học để có được để có cả hạnh phúc và lẫn lẫn thành công khi mà các anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí một câu lạc bộ đầu tiên câu lạc bộ sẽ dẫn các anh chị cái cách để chúng ta ăn đúng uống đủ vận động hợp lý làm sao để mình có được cái sức khỏe tốt nhất để mình có được cái cơ thể tràn đầy năng lượng sau đó anh chị sẽ rèn luyện về cái trí tuệ của mình các anh chị sẽ được cài đặt là những cái tư duy và suy nghĩ của những người thành công và giàu có. Của những người thương nhân cái tế lõi lạc. Của những người bán hàng xuất sắc trên thế giới. Của những bậc thầy marketing xuất sắc nhất. Được nâng cấp cho anh chị một cái bộ công thức thành công và sau đó đồng hành cùng các anh chị. Để gì à? Chúng ta cùng nhau đi tới cái hành thành công đúng không ạ? Và rèn luyện cái thứ ba là rèn luyện về cái tâm giúp anh chị làm sao mà cái tâm anh chị có thể sử dụng cái con người phi thường bên trong của mình, thay mở cái tâm của mình ra anh chị rèn cái tâm yêu thương, tâm biết ơn, tâm luôn uh, suy nghĩ tới những điều tuyệt vời, tốt đẹp thì khi đó anh chị mới có thể là sử dụng cái sức mạnh tiềm thức bên trong của mình được. Anh chị có không cái năng lượng anh chị càng thuần khiết bao nhiêu, cái tâm anh chị càng trong sáng bao nhiêu, càng dẹt dào tình yêu thương và lòng biết ơn bao nhiêu thì anh chị càng sử dụng sức mạnh tiềm thức càng mạnh bấy nhiêu. Và khi anh chị đã học về sức mạnh tiềm thức rồi, học về các quy luật vũ trụ rồi thì có gì đâu mà sợ. Làm đúng làm đúng làm đúng làm đủ thì có kết quả thôi. Cho nên trên hành trình tôi đi với anh chị, nhờ tôi học và làm chủ được sức mạnh tiềm thức bên trong của mình ấy. Thành ra trên hành trình tôi đi rất là nhanh. Chứ ngày trước tôi cũng nhiều nỗi sợ lắm anh chị ơi. Vậy tôi sẽ chia sẻ anh chị biết là khi mà tôi đứng ở nỗi đứng trước những nỗi sợ hãi ấy, thì mình có những suy nghĩ gì nha và quan trọng nè nếu mà anh chị chỉ bắt trước hành động thôi thì chưa đủ đâu mà anh chị phải bắt trước cả cả tư duy nha tại vì suy nghĩ sẽ dẫn tới cảm xúc và cảm xúc sẽ dẫn tới hành động hành động sẽ dẫn tới kết quả vậy thì khi mà đứng trước những cái điều mà không thuận lợi thì tôi có những cái nỗi sợ và tôi suy nghĩ như thế này nè mình đâu có một mình đâu mình có tiềm thức mà mình có sức mạnh tiềm thức bên trong của mình Mình có cả vũ trụ Mình có cái con người phía bên trong của mình Và nếu mà các anh chị muốn vũ trụ hòa thuẫn cho chúng ta Thì hãy sống thuận theo những quy luật của vũ trụ Thì vũ trụ mới hòa thuẫn Lúc nào mình cũng nói câu này anh chị Khi mình đứng trước nỗi sợ hãi Mình làm đúng mà mình đang giúp người mà Mình đang, đang tỏ giá trị mà mình đang chạm với cuộc sống như người theo dõi cuộc sống của họ không chỉ về sức khỏe mà còn về cả tài chính đó mà về cả mối quan hệ mà mình đang phụng sự mà anh chị mình đang gì à? làm thực hiện sứ mệnh thay cho vũ trụ đang nhận sứ mệnh đấy thành ra là mình luôn có được những cái nguồn lực vũ trụ hậu thuẫn mình và phải tuyên bố với mình như vậy là tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ sức mạnh tiềm thức tôi có thể làm được tất cả mọi thứ bằng sức mạnh tiềm thức tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ sức mạnh tiềm thức tiềm thức là vũ trụ rất yêu thương mình đúng không ạ nên nên là vũ trụ và tiềm thức chỉ mang cho mình những cái điều tuyệt vời và tốt đẹp nhất thôi nên những cái điều mà đang khó khăn hay đang thách thức của anh chị cũng hay nói như thế này vũ trụ mang đến cho mình nè giúp cho mình thành công hơn mang những điều này đến giúp cho mình già trưởng thành hơn và vũ trụ mang đến những điều này là giúp cho mình thành công hơn đó anh chị Và vũ trụ rất là thương mình Chỉ mang cho mình những điều tuyệt vời thôi thôi Đừng có nghĩ đây là thử thách đè khó khăn nha Đây là vũ trụ ghét mình là đây không công bằng với mình Đừng không bao giờ đâu anh chị Hãy tin tưởng như vậy nha Hãy luôn tin là về điều này giúp cho tôi thành công hơn Vũ trụ mang đến giúp cho tôi Chỉ mang cho tôi những cái điều tuyệt vời thôi Và cái việc của tôi là tin tưởng và tiến về phía trước Ở trước khi mình làm mình đều tuyên bố và gì đưa ra yêu cầu hình dung tưởng tượng và tin tưởng sống như thể đạt được rồi và anh chị mong giờ tôi làm gì cũng nhờ tiềm thức đó anh chị ơi từ việc lớn tới, từ việc nhỏ tới việc lớn đi làm bằng tiềm thức hết nha chứ đừng có dùng ý thức anh chị kể cả anh chị có tài năng đi chăng nữa thì cái trí tuệ của mình nó cũng gì à? cũng như một hạt cát ở trên bãi biển thôi những cái điều mà chúng ta không biết ở hiện tại ở tương lai ở ở trong vũ trụ này nó rất là mênh mông những cái gì chúng ta biết nó chỉ nó giống như là một hạt cát ở trên bãi biển thôi anh chị nha cái trí tuệ mình nó bé lắm anh chị biết là ngoài biển có rất nhiều cá mà thì trí tuệ mình đang biết nó cũng như hạt cát này đó nên là vì thế mình phải gia tăng trí tuệ mình mỗi ngày và mình phải làm việc bằng sức mạnh tỉnh thức từ việc nhỏ tới việc lớn trước khi làm phải ra yêu cầu trước khi làm phải hình dung tưởng tượng trước khi làm phải gì ạ tin tưởng và hình dung tưởng tượng sống như thể đạt được rồi sau đó mới làm chứ đường này giống như mình đi lên một cái xe mình đi ra ngoài đường đi mình đi xe thì mình phải ra quyết định là gì à? mình đi đường an toàn đi đường thông thoáng khô ráo đi đến nơi về tránh chốn hình dung kết quả mình đi đường an toàn mà gửi gắm vào trong tiềm thức của mình rồi xong mới đi chứ không phải là leo lên xe ngồi chạy băng băng ra tiếng về phía trước mà không hình dung tưởng tượng không ra quyết định là hồi kẹt xe đó đi giờ nào nó lũng xăm xe các kiểu vân vân đủ thứ trò trước khi làm gì phải ra quyết định mà tìm thức anh chị nha lên dung cũng thế điều phải rắc bụi phép màu một ngày mới cũng thế làm gì phải làm làm việc phải ra yêu cầu chứ Mà tôi hay rắc bụi phép màu khi mà trước khi bắt đầu buổi dâm là gì à? Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn tìm thấy vào vũ trụ. giúp đỡ cho tôi cũng như giúp đỡ cho tất cả những anh chị có mặt trong buổi dâm. Để thay đổi được cuộc sống của mình. Trở nên thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Bằng cách là đã cho tôi sức mạnh nè. Cho tôi cái sức khỏe hoàn hảo. Trí tuệ vô lượng, quyền năng vô lượng. Sự giàu có về cảm xúc, về vật chất. Và ngay bây giờ, lúc này, đúng không ạ? Trí tuệ của tôi là trí tuệ vô lượng của vũ trụ. Lời nói của tôi, hành động của tôi là hành động chân chính và suy nghĩ chân chính và lời nói của vũ trụ. Phải luôn nhờ vũ trụ dẫn dắt anh chị nha. Và ngay bây giờ, lúc này, trí tuệ của tôi là trí là tuệ vô lượng của vũ trụ. Lời nói của tôi là nói chân chính của vũ trụ hành động của tôi là hành động gì chân chính của vũ trụ tôi có tình yêu thương của vũ trụ nha. lòng biết ơn của vũ trụ nha luôn nhờ vũ trụ dẫn dắt anh chị chứ anh chị biết không tôi dùng với các anh chị là tôi đọc sách rồi xong tôi nói là những cái ý đó trong sách chứ không có qua một cái tài liệu nào đâu anh chị nha thành ra là vũ trụ dẫn dắt hết á chứ dùng ý thức hồi nãy giờ chắc là chưa xong được cái cái nguyên tắc thịnh vượng luôn á Ừ. Tại anh chỉ biết sao Tại vì khi mà chia sẻ đông người như thế này nhà một cái tư duy mình chia sẻ ra Mà không đúng ấy, Thì gieo nhân không tốt đâu Thành ra phải rất là chuẩn chỉnh trong từng ngôn từ Từng câu nói Tại người ta nghe người ta tin người ta ứng dụng Mà không ra tội nghiệp ta chứ Thành ra tôi rất là kịch, rất là cẩn trọng trong cái việc đó luôn Chính xác Từng câu từng chữ trong cái lời mình nói ra thì giúp, mới giúp mọi người có kết quả chứ Nên tôi luôn nhờ bố trưởng dẫn dắt anh chị nha từ cái suy nghĩ lời nói cho tới cái hành động của mình đều phải chân chính thì kết quả mới chân chính được thành ra anh chị thấy là từ ngày anh chị vào câu lạc bộ anh chị ứng dụng toàn là thành công không người nhà anh chị cũng hạnh phúc hết trơn á giàu có khỏe mạnh tiền về như hơi thở Tại vì ngày nào lúc mà tôi dùm anh chị dùm sáng hay dùm tối Thì tôi đều lặp đều lại cái điều này Cho nên anh chị Hãy uh, ứng dụng từ trong cái việc nhỏ nhất của mình nha Điều nhờ vô trụ dẫn dắt Gửi gắm kết quả anh chị muốn vào trong tiềm thức của mình Anh chị hãy biến cái điều này thành thói quen của mình nha Thành lối sống của mình luôn Anh chị có nói về sức mạnh tiềm thức hoài Đúng không ạ Anh chị hãy nói về uh, Mà anh chị không có sử dụng gì hết trơn á anh chị ơi, hãy bắt đầu sử dụng cái con người video trong bên trong của mình đi ạ à. hãy nói với tiềm thức về cái điều anh chị muốn từ những cái nhỏ nhất cho đến những cái lớn hơn rằng mọi việc sẽ đi theo cách mà cái anh chị muốn đúng đắn diễn ra một diễn điều diễn ra theo đúng theo những gì mà cái anh chị mong muốn, muốn Đúng không ạ à? chúng ta hãy giờ giao tiếp với tiềm thức của mình bằng cách anh chị gửi cái kết quả của anh chị muốn vào trong tiềm thức lập đi lại và hình dung tưởng tượng sống như thể đạt được rồi thì mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi và dễ dàng y chang ý với anh chị luôn nguồn lực sẽ đến giúp cho anh chị giờ đạt được cái kết quả mà các anh chị mong muốn được không, anh chị ơi rồi và chúng ta đừng có nổi sợ đừng có sợ nữa anh chị hành động đi ạ à. không biết thì học có lạc bộ có nhóm rèn luyện vô đó học đi học về kinh doanh học về bán hàng học về marketing đi học về tư duy gia tăng sự biết của mình lên từ tầm nhìn trí, trí tuệ kiến thức mình lên hết sợ thôi nó sợ đến từ sự thiếu hiểu biết đến từ những cái rào cản trong quá khứ mà nói là quá khứ rồi quá khứ thì tạo nên hiện tại và tương lai được tạo nên từ ngày hôm nay nè thế mình thay đổi được không mình thay đổi được ngày tương lai của mình không được chưa bằng cách anh chị hãy bắt đầu thay đổi từ ngày hôm nay phát triển lên mọi thứ đều có công thức hết học và làm thôi anh chị làm lần sợ làm hai lần làm ba lần hết sợ cảm thấy ghiền luôn ngày trước anh chị tôi bán hàng tôi gọi điện thoại cho khách hàng gọi cho một người mà tôi rung mong là để, bên kia dây đầu điện thoại dừng bắt máy nha mà khi mình nhận ra là càng như thế thì mình càng không phát triển mà mình cứ mãi ở đó thôi mình đấu mặt anh chị mình làm hết sợ giờ ghiền luôn nhiều một ngày mà tôi không nói chuyện với khách hàng của mình anh chị hay đối tác của mình đi Nên là một ngày mà tôi không có ba cuộc gọi để trao giá trị nha là chị không nổi bị ngứa <laughs> ngoài cái việc tôi dùm ra thì tôi còn vẫn đang trai á chị của mình đúng không ạ đó qua xem mọi dịch vụ của mình hoặc cái qua những giá trị mình đang học nè hết sợ luôn hết sợ luôn anh chị mình chỉ sợ khi mình làm điều đó không đúng thôi chứ bây giờ mình làm gì đâu không đúng mà anh chị là sợ nha hành động thì nó sẽ giúp anh chị đạt mục tiêu và chúng ta hãy khiêu vũ anh nó sợ anh chị nó chỉ là cảm giác thôi ok Rõm tay cùng với tố đặt tay lên trái tim của mình Anh chị nha và tuyên bố nè Tôi hành động mức chấp nở sợ hãi Tôi hành động mức chấp sự hoài nghi Tôi hành động mức chấp sự lo lắng Tôi hành động mức chấp sự thiếu tiện nghi Tôi hành động mức chấp sự không thoải mái Tôi hành động ngay cả khi tôi chưa sẵn sàng Tôi có tiền chị Phú Yes Ok chưa ạ? Rồi, rất là tuyệt vời. Những hành động của tiêu chữ phú này anh chị hãy liệt kê ra ba nỗi, nỗi lo lắng, quan tâm hay sợ hãi lớn nhất của bạn. Chúng quay về tiền bạc và thành công. À, rồi hãy tìm cách vượt qua nó. Anh chị cứ viết ra đi nha, xong rồi chúng ta sẽ uh, sắp tới mà nhóm trang luyện có những cái quy trình anh chị vào làm đi. Hãy viết ra những việc anh chị có thể làm. nếu hoàn cảnh khiến bạn lo sợ xảy ra trên thực tế bạn vẫn có thể tồn tại chứ có nếu câu trả lời là có thì hãy quẳng gánh lo đi mà bắt đầu làm giàu à nhưng nó sợ đó ừ. nếu bạn làm điều đó mà nó nó đạt được cái kết quả không như bạn mong muốn đó thì bạn vẫn tồn tại không có chứ vẫn sống tiếp chứ có làm sao đâu <laughs> vậy thì hãy vẫn đánh lo đi mà sống anh chị ha và thứ hai hãy tập thoát ra khỏi cái buồn thoải mái của mình cố tình đưa ra những quyết định không thoải mái đối với bạn hãy, hãy trò chuyện với những cái người bình thường mình không nói yêu cầu tăng lương à, không này không 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 nên làm nha dậy sớm mỗi ngày dậy sớm hơn một tiếng mỗi ngày rồi này tác giả chia sẻ mấy cái có những cái nên làm có những cái không nên nha ví dụ như đòi tăng lương là bị sa thải đó <laughs> đi dạo trong rừng là không an toàn nha bên nước ngoài bên mỹ người ta rừng người ta là rừng, rừng 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 gọi là rừng rừng kiểu như rừng nó nói chung là cũng nhìn rất là đẹp nhìn rất là thơ mộng mà rừng việt nam mình thôi nha đó ví dụ anh chị nên học về bán hàng đi học marketing đi làm đi ạ à. ai chưa kinh doanh học kinh doanh đi đó bắt đầu marketing bắt đầu bán hàng đó làm những cái việc này đi ạ à, để làm vượt bước khỏi vùng thoải mái của mình hãy sử dụng năng lực tư duy để quan sát bản thân của mình và cách suy nghĩ của mình nha chỉ thực hiện những suy nghĩ hỗ trợ cho mình hạnh phúc và giàu có thôi hãy gạt bỏ những cái suy nghĩ là tôi không thể tôi không muốn tôi không biết làm đừng cho phép những cái tiếng nói nỗi sợ hay an phận nó chỉ huy chúng ta bất kỳ khi nào tiếng nói không tích cực ngăn cản bạn mà làm một việc gì đó không hỗ trợ cho mình thành công ấy bạn cũng sẽ không không được thói lui nha bởi chính bạn là người chủ nhân của cuộc sống của mình hãy làm như thế làm như thế bạn sẽ không gia tăng cái sự tự tin cho anh chị không chỉ gia tăng sự tự tin nha mà tiếng nói đó cũng sẽ im lặng và dần nó sẽ gì biến mất và không ảnh hưởng tới mình nữa ok rồi thì đó tiêu, chính là tiêu chị phú số 16 ngày hôm nay anh chị nha rồi hết giờ rồi anh chị ơi. lâu giờ lắm rồi Mai tôi sẽ phân tích tiếp cái phần này một xíu để anh chị hiểu hơn nay cũng hiểu hơn rồi ngày mai hiểu hơn nữa được không ạ rồi cảm ơn anh chị rất nhiều cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng tố và câu lạc bộ trong buổi sáng hôm nay nhớ rất buổi phép màu trước khi ra khỏi nhà nha rồi trước khi bắt đầu một ngày mới hồi nãy rất buổi phép màu cho buổi sáng dâm sáng rồi bây giờ hãy rất buổi phép màu cho ngày mới hãy biến cho nhà thành thói quen nha rồi cảm ơn anh chị xin chào và tất cả anh chị vào những buổi dâm tiếp theo nhé bye bye